Tiếp tục chương trình là thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 4 người liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ trên Internet với giao dịch 5 tỷ đồng một tháng. Cầm đầu nhóm này là H, 31 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. H đang quản lý một tài khoản agent tại trang web có địa chỉ abóng88.com. Sau đó chia nhỏ ra nhiều tài khoản member và giao lại cho người chơi tại tỉnh Quảng Trị để cá cược bóng đá qua Internet. H thừa nhận đã chia 14 trang member để cùng nhiều người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ. Số tiền đánh bạc trên trang của H lên tới hơn 5 tỷ đồng một tháng.